Ủa sao anh thấy tụi sao anh thấy mấy thằng tàu á, mới vừa thấy nó phát nó bắn cái hát sọt hay thiệt, nếu nó có ô tô em không có nhỉ? Má mình vừa thấy nó mà nó bắn trước hai thằng thấy nhau mà nó bắn lẹ, nó bắn trước mình luôn, nó bắn nhanh vãi chưởng với tàu. Má mấy thằng tàu nó em chuẩn vãi luôn, anh mà đứng gần anh bắn khó chứ, đứng gần nó khó bắn quá, xa 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 canh bắn dễ chứ đứng gần quá bắn nó bị cuốn hay sao chả thấy trúng gì hết. Đâu đây? Đó luôn hả? Đâu rồi anh ngon? Cắm đâu đây? Bay đâu đây? Thì đó luôn không? Vâng, ngủ đi bố. Nước thôi. Anh thích bắn AK hơn. Ba lô 2 giáp 2 luôn không? Nghe rồi. Bên đây có cái nè, nhà anh nè, chỗ anh đứng đó. Ôi, chắc phải ba lô. Ừ. Về nhầm rồi. Không phải ba lô em ơi. Cái nón. Nghe giọng bo luôn ngon, khỏi phải chạy nhiều. Đây đến qua thử nhà bên này rồi coi. À bên nhà anh này, cái nhà cao cao á, có cái ba lô nè. Nhà cao cao đó Ngô ơi, trên lầu á, không ba lô không có nút đồ được gì hết, trên lầu á.
mấy dãy nhà ở trên em nuốt hết chưa? Ôi, để có cái nồng giảm thanh. Bên nào? Đi thôi. Bên kia đi em ơi, bên sông nó lộ nó tù quá, nó có góc. Để có cái nhắm 2x là luôn, cứng xe rồi. Em có nhắm 2x rồi không? 2x hay 3x cũng được. Em có nhắm 2x rồi, ủa, có 8x luôn. Có nhắm 8x luôn hả? Ngon vậy. Nó lụm được cái nhắm 8x luôn, ngon rồi. Rồi, lên rồi đó. Để đây. Nút đồ nhà này không? Kiếm hòm nào. Anh thả một bình sữa 30 miếng băng bông. Để quýnh ra cuốn thôi. Nhà này có người nè, nhà này mới có thằng út nè. Kệ 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 kệ. Hướng 240, 240, 240. Đang nằm kìa. Tốt. Giết hai thằng luôn. Mới anh thấy mới báo có một thằng à. Từ từ thôi, từ thôi. Sao có thằng này đi có một mình vậy trời. Nút đồ đi anh canh cho. Rồi. Cái gì? Đâu đâu đâu. Để có 20x luôn kìa. Đâu giảm thanh đâu. Có ít. Đây. Đó 30 viên á. Đây 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 đây.
Yeah, có cả hai VS rồi. Ủa anh nhớ lấy cái giấm anh rồi mà ta, sao nó mất rồi? Đâu đâu đâu. Chữ anh đang chạy sau lưng em, đọc đọc tao lộ đi. 300. Rồi nó bắn anh trúng rồi kìa. Rồi thấy rồi. Mày. Ủa nó không có bò. Nó không có bò hả ta? Nó bắn anh mà. Bắn phát chết luôn đâu bò. Mày thì kem. Lên nước trò đây. Còn hạt nữa, còn hạt nữa. Đồ. Ủa em hả? Vãi. Anh tưởng là sao nó không hiện tên nhờ? Có máu không? Có máu không? Anh có rồi. Anh có rồi nhưng mà không có giảm thanh. Ừ, anh lấy rồi. Anh nói là cao mà. À, không có cái giảm thanh nào hết trời. Ở đây hai cái. Rồi đến quăng ra. Đó, quăng bịch rồi. Ăn đi. Mấy nhà vẫn còn chưa nuốt nè. Má không có đạn AK rồi. Kìa có cái thùng ở dưới kìa, có thằng đang lại lụm kìa. Cái thùng màu đỏ thấy không? Thấy không ngon rồi. Hướng 300, hướng 300. Có mới có hàng lái đi đó. Kệ 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 xe lại kìa, xe lại. Mấy thằng đây? Có một thằng từ đang bán. Rồi. Xong. Chết rồi. Ngủ. Dòng xiết rồi kìa. Chạy thôi, ra lấy xe luôn, ra lượm đồ sẵn lấy xe luôn. Rồi rồi vậy anh chạy luôn. Tính ra lượm mấy bình máu mà. Hết mẹ mày. Ủa lượm ca lưu em mới gắn vô 10 băng 10 viên đạn, gắn thêm cái nòng giảm thanh 20 ít, thêm bộ đồ cỏ nữa, núp bắn đồ ái trưởng. Kè kè hướng 285 có một thằng. Một hai viên.
Rồi xong. Chết rồi, anh giết rồi. Mẹ sẵn trên đường ra lượm mấy bình máu của nó nào. Góc 330 có hình như có thằng hay là cái hòm đồ gì đó. Có hòm đồ hả? Ừ, anh đang nhìn cái nồi mà. Ừ. À, còn có một bình sữa cuối cùng. Hướng nào? À. Chạy. Còn bán không? Nó còn bán không không? Không, anh không có bán à. Em nhìn ở trên đồ cho. Đưa vô nhà này coi có máu không biết gì không. Đậy luôn à. Về hướng trước mặt có thằng nào bắn kìa, nghe tiếng súng á, thấy nó chưa? Hai thằng luôn hả? Kệ 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 kệ, hướng 240 còn thằng. Rồi hai thằng luôn rồi, ném thôi. Kìa kìa, có thằng đang chạy xuống rồi, em hay ai vậy? Đéo hiện tên. Kìa kìa, có thằng đang. Hay lắm. Má này nó đéo hiện tên thì nhiều khi nó lỗi vậy. Hên quá, có bình máu. Bình sữa. Alo ba ơi, có đạn AK mừng quá. À, đi có súng ngắm chạy thôi.
Từ anh trắng bình sữa đã. Kìa kìa, hướng 75 có thằng này xuống kìa. Nghe ốc cây á, bậy cây ốc cây. Có thằng á, thằng nằm ở đó đó. Kìa kìa kìa, nó lút cái đầu lên kìa. Mày. Chạy hả? Anh đâu bắn nó đâu, anh đang canh nữa mà. Không. Có một thằng ở góc đó à. Đi nó kệ kệ, có thằng bắn kìa. Cứu cứu anh. Chỗ cũ á, nó nằm trong bụi cỏ, nó bắn anh, nó qua cứu đi, cứu nhà nè. Hướng 345 cũng có thằng hàng, cứu anh rồi. Cứu vô nhà nè. Anh vào nhà rồi. Ừ anh cắn. Ừ. Chạy luôn. Hướng 30 có thằng hàng. Hai thằng luôn. Cỏ chứ. Chết mẹ, bị nó bắn trúng rồi. Đó, ngay hướng 30, hướng 30 còn hàng ngay góc sau gốc cây. Một thằng đang bò vô gốc cây, nó đang cứu à. Nó đang cứu, kìa. Ờ, hướng 30. Mẹ nó cứu xong rồi. Hay. Good. Đó đó, trước mặt em kìa. Hướng trước mặt có chiếc xe này á. Quay lại hướng 300 á. Đó 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 đó, đó, đó. Nghe bụi cỏ đó, nghe cái tảng đá. Nó bò cái tảng đá rồi. Còn hai thằng kệ kệ, ngay chiếc xe, đang bò ngay bụi cỏ, ngay chiếc xe á, hướng 330. Ừ đúng rồi đó, thẳng mặt đó kìa, nó kìa. Shit. Hay. Kìa. Ủa chuột, ba viên là chưa chết nữa hả? Nó đang bò qua, nó bò qua tới gốc cây bên đây rồi kìa, tảng đá có thằng luôn.
em đá vô mặt em. Một thằng hình như một thằng nằm rồi, còn thằng bò. Ừ, vòng vòng lên móc lên tảng đá. Đó đó, nó kìa. Good. Win. Good game.